Bây giờ là thời gian dành cho bản tin thị trường của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt hơn 6,15 triệu tấn, mang về 3,85 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 5,8% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch. Xuất khẩu gạo tăng nhẹ về khối lượng nhưng tăng mạnh về kim ngạch do giá gạo xuất khẩu Bình Quân tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023 lên mức 625 đô la Mỹ một tấn. Top các thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam lần lượt là Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Indonesia đạt 913,888 ngàn tấn, trị giá 557,77 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 27,26% về khối lượng và tăng 54,40% về giá trị chiếm 14,85% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Đồng thời, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia đạt 582,872 ngàn tấn, trị giá 346 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,12 lần về khối lượng và tăng 2,53 lần về kim ngạch. <laughs> giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động với gạo và lúa, giá gạo giảm từ 400 đến 450 đồng một ký, giá lúa tăng nhẹ 100 đồng một ký giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. IR50404 giá ở mức 7.300 đến 7.500 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Lúa đại thơm 8 ở mức 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Lúa OM5451 ở mức 7.600 đến 7.900 đồng một ký. Lúa OM18 có giá 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Thị trường nếp duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.900 đến 8.600 đồng một ký. Hiện giá tấm OM5451 ở mức 8.500 đến 8.600 đồng một ký, giảm từ 100 đến 200 đồng một ký. Giá cám khô ở mức 5.900 đến 6.100 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua rau màu các loại quyện Long Hồ tăng giá mạnh, có loại tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Nguyên nhân rau màu tăng giá là do diện tích trồng rau màu giảm ở một số nơi, cộng với thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng rau màu hạn chế, nguồn cung thấp hơn cầu khiến cho rau màu liên tục tăng giá ở mức cao và khan hiếm. Hiện đậu bắp có giá từ 11 đến 13.000 đồng một ký, xà lách 20.000 đồng một ký, ngò rí 40.000 đồng một ký, hành 20.000 đồng một ký, cải ngọt, cải xanh đồng giá 10.000 đồng một ký. Tại huyện Long Hồ, địa phương có diện tích trồng rau màu đứng thứ 3 của tỉnh. Trong tuần qua, nông dân đã thu hoạch hơn 30 ha màu sản lượng đạt 400 tấn. Nhiều nông dân trồng màu cho biết, mặc dù giá rau màu tăng cao, nhưng lượng rau màu còn lại rất ít do thời tiết mưa kéo dài đã gây ngập úng, từ đó năng suất thu hoạch không cao. Còn tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, hiện khoai lang tím nhật được thương lái mua xô giá 500.000 đồng một tạ. Mức này đã tăng 80.000 đồng một tạ so với thời điểm một tuần trước. Người trồng cho biết, mặc dù giá bán hiện tại không cao, nhưng do bán xô nên khoai tím nhật sau khi trồng 5 tháng thì năng suất thu hoạch đạt từ 65 đến 70 tạ một công. Sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng vẫn còn lời trên 10 triệu đồng mỗi công. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Tân, diện tích khoai lang tím nhật được người dân trong huyện xuống giống từ đầu năm đến nay là 325 hecta, hiện đã thu hoạch 250 hecta, còn lại trên đồng khoảng 70 hecta. Thưa quý vị và các bạn, Mỗi khi nhắc đến ẩm thực nơi miền đất mũi huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thì người ta nghĩ ngay đến đặc sản ba khía muối rạch gốc, à, vợp, cá thòi lòi, nghêu đất mũi. Ngoài ra, Ngọc Hiển còn một đặc sản nước tiếng nữa, đó là món cá lạc hay còn gọi là lịch củ một nắng xứ Diên An. Lịch củ có hình dáng giống con lịch con lương. Loài này sống ở vùng gian sông biển bãi bồi huyện Ngọc Hiển, nhưng rất hiếm. Chúng có nhiều vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Giá lịch củ tươi khá cao, dao động từ 400 đến 700 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ. Nhiều năm nay, người dân xã Diên An, huyện Ngọc Hiển có thêm thu nhập nhờ vào nghề đánh bắt và chế biến món đặc sản này. Theo những người làm lịch cũ một nắng nổi tiếng dùng này, loài lịch cũ thịt thơm, béo, không xương, cách làm lịch cũ một nắng rất đơn giản. Lịch cũ tươi mua về, độc phần bụng bỏ ruột, rửa sạch đem phơi dưới nắng tốt tầm 3-4 tiếng cho vừa khô phần da, đem vào hút chân không, rồi để vào tủ đông là thành phẩm. Hiện lịch cũ một nắng có giá từ 900 đến 1 triệu 200 ngàn đồng, dù giá cao nhưng vẫn rất hút hàng. Trước sức hút đặc biệt của món lịch củ một nắng, người dân địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để đưa đặc sản này đạt chuẩn ô cớp. Do mua nước nổi thì người dân dùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp lại tất bật với các nghề mưu sinh, trong đó có nghề kéo trứng nước. Dù khá vất giả nhưng nghề này lại được nhiều người dân thực hiện vì ít tốn chi phí đầu tư nhưng lại cho nguồn thu nhập khá. Trên cánh đồng ngập nước của các xã Phú Thuận A, Phú Thuận B của huyện Hồng Ngự, những ngày này nhiều người dân chuẩn bị xuồng và vợt để kéo trứng nước. Do con nước tràn đồng chưa lâu nên lượng trứng nước trong tự nhiên không nhiều. Hiện tại mỗi hộ chỉ kéo được khoảng 200 kg trứng nước một ngày. Thông thường trứng nước được dùng làm thức ăn cho cá bột và cá cảnh. Đầu mùa, giá bán trứng nước khoảng 6.000 đồng một kg, giúp người làm nghề thu nhập hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày. Không đầu tư nhiều vốn, dụng cụ hành nghề có thể tái sử dụng nhiều năm, trong khi nguồn thu nhập lại khá nên công việc kéo trứng nước được nhiều người dân lựa chọn mưu sinh trong mùa nước tràn đồng. Phần cuối bản tin thị trường hôm nay là thông tin về giá vàng và tỷ giá một số ngoại tệ vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC mua vào ở mức 80 triệu đồng một lượng, giá bán ra 82 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại hối, đô la Mỹ mua vào 24.370 đồng một đô la Mỹ, bán ra 24.740 đồng một đô la Mỹ. Euro mua vào 26.716 đồng một euro, bán ra 28.183 đồng một euro đến đây bản tin thị trường của đài truyền hình vĩnh long hôm nay xin được kết thúc cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau